Đại thiếu phu nhân, cô mau hạ rèm xuống đi. Ở bên ngoài rất lạnh, cẩn thận bị cảm lạnh đấy. Đại thiếu phu nhân, ta đang nói chuyện với cô đấy, có nghe thấy không? Bỏ qua đi, Quách Mama ở bên trong xe nóng, cứ để nó hít thở không khí. Đâu đâu, ta kể cho cô nghe một chuyện có được không? Ta không muốn nghe, không hứng thú. Cha cô nói không sai. Bá Nam từ nhỏ thông minh hơn người, 7 tuổi đã thi đỗ tú tài. Đây là điều khiến ta và cha của nó tự hào nhất. Nhưng lúc 8 tuổi, nó vô tình bị ngã cầu thang. Suýt chút nữa không giữ được tính mạng. Từ đó trở đi, nó cũng trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng ta và cha của nó. Thật phụ tấm lòng của cha mẹ. Sau khi bá thiếu gia xảy ra chuyện, trên mặt cha mẹ chồng của cô cũng từ đó mất đi nụ cười. Nhất là nụ cười của mẹ chồng cô, vì bà ấy cho rằng tất cả chuyện này là do bà ấy gây nên. Mấy năm gần đây, bá Nam thiếu gia, bất luận ăn hay uống, đều là do bà ấy tự tay lo. Người khác muốn giúp bà ấy cũng không cho phép, bà ấy sợ xảy ra sơ suất gì. Mùa xuân năm ngoái, bà ấy bệnh nặng, nằm liệt trên giường, mấy tháng không xuống nổi. Cũng may, nhờ lần đổ bệnh đó ta mới nghĩ ra, nếu ta ra đi sớm hơn bá Nam sẽ như thế nào đây? Cho nên ta liền nghĩ ra cách là phải lấy vợ cho nó, hy vọng là sớt người thay ta chăm sóc nó. Nhưng bà không cảm thấy bà làm như vậy là ích kỷ hay sao? Ta biết mình rất ích kỷ, nhưng ta không hối hận. Ta biết cô oán hận ta, nhưng nếu cho ta chọn thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn cô làm con dâu của ta. Bởi vì cô nhất định sẽ giữ lời hứa giúp ta chăm sóc tốt cho bá Nam. Vậy đứa tên ngốc đó ghét ta, muốn đuổi ta đi thì sao? Nếu nó ghét cô, muốn đuổi cô đi thì ta cũng đành chịu. Ta sẽ tự tay viết giấy ly hôn. Chiếc nhẫn ngọc đó ta không cần giữ nữa. Được quân tử nhất ngôn, tướng mã nan truy, cứ quyết định vậy đi. Nhất định sẽ có một ngày ta rời khỏi nơi đây. Tiểu thư, sao cô lại đồng ý với cô ta? Bà không thấy con da đầu đó một bụng âm mưu ư? Quách Mama, lẽ nào bà còn chưa hiểu tính cách của bá Nam? Đến con kiến nó cũng không nỡ giết, sao lại có thể đuổi đậu đậu đi chứ? Dạ. Dạ. Chuyện là, ngài nói xem tối qua sao hai người chúng ta lại ngủ chung một giường chứ? Trước kia ta từng nghe đại nương bắn phấn nói là nam và nữ nếu mà ngủ chung với nhau thì sẽ sinh tiểu bảo bảo đó. Tới rồi, nhanh vậy, sao ta không thấy gì? Thần tiên tỷ tỷ quay lại rồi. Mẹ thật là lợi hại, cuối cùng đã tìm được thần tiên tỷ tỷ về rồi, tốt quá rồi. Dạ, bá Nam thiếu gia, ngài không sao chứ gia? Sao cô có thể đối xử với bá Nam như vậy? Mau đi xin lỗi với bá Nam đi. Mẹ, mẹ đừng có mắng thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ đang chơi với con, mẹ đừng mắng tỷ ấy. Được, ta không mắng. Tỷ tỷ, bá Nam, cha con chưa về. Cha với bác Kỳ đang ở sảnh lớn. Đại đại, đưa đại thiếu phu nhân đi thay y phục rồi dẫn tới thỉnh nàng lão già. Con không đi, đại đại. Con đi. Đại thiếu phu nhân, mời. Bá Nam thỉnh nàng cha mẹ.
Chào cha, chào mẹ. Được, ngoan lắm. Bà Năm ngoan. Đậu Đậu thỉnh an. Đại thiếu phu nhân, cô nói gì vậy? Ta nghe không rõ, cô nói lại lần nữa đi. Đậu Đậu thỉnh an, thẩm trang chủ, thẩm phu nhân. Đậu Đậu, cô nói gì vậy? Cô quên là ban nãy trước mặt ông thông gia cô đã hứa gì rồi ư? Hay là cô cần ta mời ông thông gia đến xem cô xưng hô như thế nào với cha mẹ chồng của cô nhé? Thần tiên tỷ tỷ, bá Nam và tỷ cùng nhau thỉnh an cha mẹ đi. Chào cha mẹ. Đậu Đậu thỉnh an cha mẹ. Được, ngoan. Bá Kỳ, Tố Lan, mau chào đại tẩu của hai con đi. Người tối qua ngồi trên lưng ngựa là ngươi à? Đại tẩu thật là tinh mắt, có thể góp một chút sức cho hạnh phúc của đại ca và đại tẩu. Bá Kỳ thật là vinh hạnh, vinh hạnh cái đầu ngươi ấy. Tố Lan chào tỷ tỷ. Không dám. Đại ca và đại tẩu đã có duyên như vậy, Bá Kỳ chúc hai người hạnh phúc trăm năm, luôn luôn hòa hợp. Vậy ta cũng chúc nhị đệ em dâu sớm sinh quý tử, sinh một đứa con không có mong. Đại thiếu phu nhân nói hay lắm. Bá Kỳ thiếu gia thành thân đã 3 năm rồi, cũng nên sớm có con đàn cháu đóng rồi. Cộng thêm lời chúc của con dâu mới, thật là hỷ càng thêm hỷ. Tiểu thư cô già, hai người sắp được bế cháu rồi. Quách mama, nào bà ngồi đi. Không dám. Đậu Đậu, con mau vào Quách mama đi. Quách mama là người lớn tuổi nhất trong nhà. Ta và mẹ con chưa từng coi bà ấy như là người làm. Con có hiểu không? Đậu Đậu hiểu ạ. Thỉnh an Quách mama. Con thỉnh an Quách mama. Bà làm thiếu gia. Quách mama, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tên đi, đừng có chịu hư trẻ con, cha mẹ. Chúng con thỉnh an xong rồi, giờ con dẫn thần tiên tỷ tỷ đi chơi đi. Thần tiên tỷ tỷ chúng ta đi, ta tự đi được mà. Cô già, ngài uống ít thôi. Ông đang lo Đậu Đậu sao? Thẩm tổ quan ta chưa từng làm chuyện hổ thẹn có lỗi với ai. Không ngờ lại là vì chuyện cưới xin của bá Nam lại làm chuyện thất đức như vậy. Lão gia, ông đừng tự trách mình nữa. Tuy chúng làm chuyện có lỗi với bên thông gia, nhưng dựa vào địa vị của Thẩm gia Trang, nhất định Đậu Đậu sẽ không phải chịu ủy khuất. Ông yên tâm, thời gian qua nó sẽ hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta. Đúng vậy. Cổ nhân có câu, thuyền theo lái, gái theo chồng, nhập gia thì phải tùy tục. Chỉ cần là đại thiếu phu nhân có mang, cô muốn đuổi thì cô ấy cũng không đi. Vân Chu, ngươi tới phòng đại thiếu gia xem thế nào, sau đó đứng ở sân đợi ta. Dân. Bà Nam thật y như là trẻ con vậy, sao có thể hiểu đạo lý nhân luận chứ? Việc này cứ để cho ta. Vân Chu, ban nãy ngươi mang trà vào phòng của đại thiếu gia, hai người họ đang làm gì? Con thấy đại thiếu gia lôi tất cả đồ chơi ra cho đại thiếu phu nhân xem. Quách mama, con thấy là đại thiếu gia cực kỳ thích đại thiếu phu nhân. Thật ư? Vậy thì tốt quá rồi. Khóa đâu? Dạ, sao có thể quên sạch sẽ nhanh chóng thay đổi tình cảm như vậy chứ? Ai bảo đại thiếu phu nhân xinh đẹp quá, trông ra còn ít hơn cô mấy tuổi. Trước đây gia đã nói là chỉ thích có tỷ tỷ nhà ta thôi. Được rồi, nhỏ tiếng đi nào. Dân. Đã nói như vậy thật mà. Thần tiên tỷ tỷ, chỉ xem con chuồn chuồn tre này đi. Thần tiên tỷ tỷ, tỷ qua bên này, ta cho tỷ xem thứ này hay lắm. Tỷ xem đi, tất cả chỗ này đều là đồ chơi của ta. Còn cái này nữa. Tỷ không thích à? Cái này nhất định là tỷ sẽ thích. Ngu ngốc, vô vị. Thần tiên tỷ tỷ,
Ta cho tỉ xem bằng hữu tốt của ta. Điền Điền, nó hay chưa này? Thần tiên tỷ tỷ, tỷ chơi cùng nó đi. Chơi với nó, phiền chết đi được. Ồn quá, đại thiếu phu nhân, cô đang làm gì vậy? Bá Nam ném, bá Nam không cần nữa. Thiếu gia của ta ơi, đừng ném nữa. Ném hết thì phải làm sao đây? Mau chuyển ghế ra ngoài hết đi. Sao lại phải chuyển ạ? Ta bảo chuyển thì chuyển. Còn cái này nữa, dân, phiền cô tránh ra cho. Được rồi. Được rồi, đi ra ngoài. Nhưng Quách Mama, con vẫn chưa thay y phục cho đại thiếu gia. Việc này không cần các ngươi nữa. Từ nay về sau, đã có đại thiếu phu nhân lo rồi. Được rồi, đi ra đi. Ta lại phải chăm sóc cho hắn hả? Chắc là cô quên rồi. Cô quên mình đã hứa với phu nhân, từ giờ sẽ là một người vợ đảm đang ư? Bộ y phục đó là bộ y phục mà bá Nam thiếu gia thích nhất đó. Cô có cần tôi dẫn qua bên đó xem cho kỹ không? Không cần. Vậy thì tốt, hai người nghỉ ngơi đi. Còn nữa, bá Nam thiếu gia có thói quen là ăn đêm. Nếu không ăn thì ban đêm sẽ làm loạn, nên cô phải bón cho cậu ấy ăn. Ta bón cho hắn ăn hả? Tự hắn ta không biết ăn chắc. Bá Nam thiếu gia nhà ta quen là có người phục vụ rồi. Cô không làm thì thôi, ta qua nói chuyện với ông thông gia. Đi rửa mặt. Đi. Bà làm gì vậy? Các người định làm gì? Đóng cửa. Các người mau mở cửa ra. Các người trả chăn gối lại cho ta. Mở cửa ra. Các người mau mở cửa. Trả lại chăn cho ta. Mở cửa đi. Đại thiếu phu nhân, đừng có phí công vô ích nữa. Trời chưa sáng, ta sẽ không mở cửa đâu. Bà quay lại đây. Khóa đi, khóa hết đi. Cùng lắm thì chỉ có một năm chứ. Một năm sau ta tuyệt đối sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Lão bà thối, đúng là xảo quyệt. Đến một chiếc ghế cũng không để lại. Thằng ngốc này này, cái gì cũng không hiểu, ngủ chung giường. Chắc là không có vấn đề gì. Mấy tuổi rồi mà còn đi mấy thứ đó, đúng là mất mặt. Thần tiên tỷ tỷ, tỷ cũng thích giày đầu hổ à? Đôi giày này là do mẹ ta tự tay làm. Nếu mà tỷ thích, bá Nam bảo bà ấy sẽ làm cho tỷ một đôi. Làm gì vậy, ta không cần đâu. Thẩm bá Nam, ta cảnh cáo ngươi, tối nay chúng ta sẽ lấy cái chăn này làm ranh giới. Nếu mà ngươi dám vượt qua đó thì ta sẽ... Ngươi có nghe thấy chưa? Được rồi. Còn không mau đi ngủ đi. Thần tiên tỷ tỷ, tỷ kể chuyện cho ta nghe. Kể gì mà kể, ngủ đi. Ta đi tìm mẹ. Đừng đi, đừng đi. Ta kể chuyện là được chứ gì. Ngày xưa có một con ma nữ. Bá Nam sợ nhất là con ma nữ. Tên của con ma nữ này là Hổ Cô Bà. Hổ Cô Bà thích nhất là ăn ngón tay của trẻ con. Quách Mama, bà đúng là thông minh. Cách này mà cũng nghĩ ra được.
ta từng này tuổi rồi, bụng dạ của con da đầu đó muốn thoát khỏi lòng tay của ta ư? Đừng có mơ. Tiểu thư, ta thấy là bá nam thiếu gia rất thích đại thiếu phu nhân, ta đảm bảo không tới một năm cô sẽ có cháu bé rồi. Thật vậy ư? Hai người họ ngày đêm đều ở trên giường xì xì xào xào không thể sai được. Người dám vượt ranh giới à? Thẩm Bá Nam, tránh ra, tránh xa một chút. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Cửa là được chứ gì? Càng già càng không vô dụng, sao ta lại ngủ quên được chứ? Sao rồi, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đã dậy chưa? Chưa, con gõ cửa mãi vậy mà gia chẳng thèm để ý con. Mau mau mở cửa đi. Thẩm Bá Nam, ngươi dám không nghe lời ta? Gia gia không sao chứ? Sau này không thể để cho nữ nhân khác chăm sóc cho Gia Gia nữa, cứ để mặt ta chăm sóc Gia Gia đi. Đại đại à, con nói cái gì vậy? Mau, mau đi thay đồ đi, còn phải đi thỉnh an nữa. Đi đi, quách mama, bá nam muốn ăn cơm, bá nam đói quá, bá nam thiếu gia ngoan, chúng ta đi rửa mặt đã. Rửa mặt xong thì chúng ta đi ăn cơm. Đại thiếu phu nhân, vợ chồng mới cưới, động chạm thân thiết không sao, nhưng cũng phải có mức độ, nếu không thì người dưới nghe thấy lại chê cười. Bà còn nói cái gì nữa, còn không phải tại bà.